Chào mọi người đã đến với series Kubernetes từ cơ bản đến thực tế. Ở các bài giảng trước, chúng ta đã cài đặt thành công cụm Katamet trên cả on-premise và cloud. Và như mình cũng đã nói nội trình ở trong bài số 0, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên là triển khai dự án trên Katamet. Trong bài giảng này, mình sẽ hướng dẫn mọi người làm sao để tìm ra và xác định được đâu là một mô hình triển khai dự án trên Katamet thì chắc chắn là mình hoàn toàn có thể làm slide rất đẹp và đưa ngay đến cho bạn một mô hình triển khai dự án hoàn chỉnh nhưng mà như vậy với các bạn mới có thể nói là rất mơ hồ và bị động vì không biết từ đâu mà mình lại có được cái mô hình đó và không khác gì ai đó đưa cho bạn một cái roadmap như thế này rồi nói rằng cứ học đi học hết là được thật sự thì điều này mình thấy chưa có tâm và càng làm bạn khó khăn hơn nhụt trí hơn cũng chính vì vậy mà mọi người hay nói catamet khó bởi vì thật sự khi nhìn vào một cái mồi như thế này đối với người mới thì chắc chắn là quá tải mà kim chỉ nam và giá trị mà mình muốn mang lại tới cho mọi người là không chỉ biết làm mà còn biết nó ở đâu biết làm sao để ra được cái kết quả như vậy để mọi người có thể chủ động trong sự nghiệp nên là dù có mất bao nhiêu công làm thêm các bài giảng nhưng giá trị đem lại cho mọi người lại đầy đủ thực tế thì điều này là rất xứng đáng vậy đầu ra cuối cùng của chúng ta mong muốn trong phần triển khai dự án của lộ trình là gì thì đó chính là một website hoàn chỉnh chạy trên K8S Rồi trước tiên để cho dễ hiểu thì mình sẽ lấy một ví dụ Ở các bài trước đó chính là tiệm bánh Bây giờ ví dụ bạn muốn mua một chiếc bánh chẳng hạn thì sẽ phải làm như thế nào Thì đầu tiên bạn sẽ đi đến tiệm bánh và sẽ có bảo vệ đứng ở cửa Rồi bạn nói là tôi muốn mua bánh Thì lúc đó bảo vệ sẽ nói với nhân viên ở bên trong tiệm qua bộ đàm là có khách đăng vào Rồi bạn đi vào trong tiệm sẽ có một bạn nhân viên đến và hỏi là bạn muốn mua loại bánh gì và ví dụ bạn nói bạn muốn mua bánh ngọt chẳng hạn thì bạn nhân viên đó sẽ chỉ bạn đến cuối bánh ngọt và bạn đến cuối bánh sẽ có các bạn nhân viên đứng ở cuối bán cho bạn các loại bánh tương ứng đó chắc chắn là bạn hoàn toàn có thể hiểu được cái follow này thì mọi thứ trong lập trình đều đến từ cuộc sống thôi bây giờ bạn muốn triển khai dự án trên Katamet giờ kể cả mới tinh thì đầu tiên chúng ta sẽ search là Kubernetes follow rồi mình sẽ qua phần hình ảnh để cho trực quan hơn ở đây có một lưu ý nữa là chúng ta sẽ có hai follow, một follow là cho phần architecture và follow thứ hai là cho triển khai dự án. Thì bây giờ mình sẽ cùng mọi người đi từng hình để mà tìm ra được đâu chính là work follow để triển khai dự án. Rồi với cái hình đầu tiên này thì chắc chắn học ở bài trước bạn đã biết đây là những thành phần của Kubernetes architecture. Rồi tiếp tục sang đến hình thứ hai thì ở đây cũng tương tự thôi nhưng mà đây là một mô hình với nhiều master node và có load balancing thì đây cũng là một kubernetes architecture và cái architecture này sẽ phù hợp cho các dự án lớn thì ví dụ như là chúng ta triển khai dự án với 3 master, 3 worker chẳng hạn hoặc là 3 master 6 worker chẳng hạn thì lúc đó ở các master node chúng ta sẽ cần node balancing để đảm bảo HA tốt hơn thì hiện tại chúng ta chưa cần quan tâm đến. Hình tiếp theo thì cũng chính xác như vậy thôi. Đây là những mô hình mô tả về kubernetes architecture. Tiếp đến là cũng tương tự và hình này cũng chính xác là từ document mà hôm trước chúng ta đã cùng phân tích. Tiếp theo, hình này thì chúng ta thấy bắt đầu đúng hơn rồi. Đầu tiên chính là traffic đi vào trong một cái gì đó gọi là ingress, rồi từ ingress vào trong service và từ service vào trong các pod và các bot đang ở trong các nốt. Rồi và chính xác chúng ta sẽ đi phân tích. Bây giờ traffic tức là khách hàng đến mua bánh sẽ đi qua một cái cửa được gọi là ingress. Ở ingress này sẽ có một thành phần khác gọi là ingress controller tức là bảo vệ. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào trong cụm. Bạn có thể nhìn thấy cái đường bao quanh này là Columbia Cluster Giống như khi mà chúng ta đã đi vào trong tiệm bánh. Rồi khi mà đi vào tiệm bánh thì sẽ có service tức là nhân viên hỗ trợ và bạn nói rằng tôi muốn mua bánh ngọt. À, lúc đó service sẽ chỉ định cho bạn đến cái cuồi hay chính xác là cái nốt bán bánh ngọt và ở đó sẽ có các pot. Thì rõ ràng rồi một cuồi sẽ có thể có nhiều nhân viên. Chính xác ở đây chúng ta sẽ có nhiều pot. Và ở trong pod chính là các container hay chính xác là các cái bánh để mà đưa cho bạn. Rồi, vậy chính xác đây là một work follow triển khai dự án thực tế. Đó bạn có thể thấy mình đã từng bước research rồi phân tích cho bạn làm sao để tìm ra được một mô hình triển khai dự án. Như vậy thì sau này bạn muốn áp dụng vào các công nghệ khác thì bạn sẽ có thêm kinh nghiệm và hoàn toàn chủ động. Và đây cũng chính xác là một mô hình triển khai dự án trên Katamet thực tế mà mình vẫn dùng. Bây giờ chúng ta đã xác định được đây chính là một mô hình triển khai dự án trên Katamet qua output chính là traffic đầu vào. Và ngoài ra bây giờ bạn đã biết được các thành phần như là ingress, service, port, node. Rồi bây giờ vào cụ thể hơn, thế thì làm sao để chúng ta có thể triển khai được dự án trên K8S? Thì chính xác chúng ta sẽ đi từ input với output chính là traffic và khi mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ cần phải đi tìm hiểu từ port rồi lên service rồi lên ingress. Đó chính xác là một work Follow thực tế. Nó giống hệt như cái việc mà chúng ta xây nhà vậy có nghĩa là chúng ta sẽ xác định được ngôi nhà của chúng ta cao bao nhiêu tầng và lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu đi đổ móng. Thì chính xác chắc bạn đã hiểu là chúng ta sẽ cần phải đi nghiên cứu từ port và các tài nguyên khác như là service, ingress, chắc chắn là sẽ có những tài nguyên khác nữa. Ví dụ như là như mình có nói, bây giờ chẳng hạn như là ở cái nốt một này chính là cuối bánh thứ nhất mà cái lượng bánh bán ra lại ít hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể giảm bớt cái pot này đi, chỉ còn là một bot thôi, tức là một nhân viên và cái nốt này bán chạy hơn thì chúng ta sẽ có thể tăng cái pot lên để đảm bảo chịu tải, giống như việc mà người dùng họ truy cập vào cái domain này và truy cập đến lượng tài nguyên này thì sẽ hoàn toàn có thể đáp ứng được những cái nhu cầu thực tế khi mà người dùng sử dụng website. Đó cũng chính xác lý do tại sao mà mình luôn nói rằng bạn chỉ cần mang một tư tưởng rỗng là Katamet không khó cũng không dễ thì mình sẽ giải thích rồi hướng dẫn bạn hiểu và làm Katamet một cách đơn giản nhất. Trong các bài sau chúng ta sẽ dần dần đi tìm hiểu các tài nguyên của Katamet cũng như là theo đúng lộ trình từ triển khai dự án, triển khai công cụ và giám sát hệ thống. Bài giảng này mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã theo dõi series.